xà lan nó bị sự cố là nó bị lật dây thi lực nha các bạn, cho nên tạm móc vô trụ cầu để mà sửa cái dây thi lực đó mới qua cống được nha các bạn. Trấu thì phải tài công ngồi rất là cao nha các bạn, tại vì chở trấu cao nên làm cái ghế cao lên mới lái được, nhìn thấy phía trước. Sau khi chú sửa cái cộng dây cargo thì lực bây giờ chú chuẩn bị vượt cống này các bạn. Lúc này nước cũng yếu nên chú chỉ ga ti thôi chứ không lên ga như lúc trước nha. Trước thì nước nó chảy mạnh.
cũng mừng cho chú là sửa được cái dây con go nên không thấy là vô không được nha các bạn. Mấy xà lan lớn thẩm thường thường ta canh nước bình bình mới vô các bạn, về cho nó an toàn. Các bạn nha, hẹn các bạn clip sau nha. Cảm ơn các bạn đã xem, nhớ đăng ký giùm mình nha.